Chào các bạn, buổi sáng Chủ nhật. Hôm nay Kim Ngân ở trong phòng tắm mà để Kim Ngân chia sẻ với các bạn những bí quyết để mà gìn giữ sắc đẹp của mình. Thì đây là những bí quyết mà Kim Ngân đã làm và rất là thành công. Những cái mẹo vặt rất là nhỏ nhưng mà các bạn phải cố gắng làm thường chứ không phải làm lâu lâu, làm một lần thì các bạn sẽ không có thấy kết quả. Bí quyết thứ nhất là rụng tóc. Nếu mà tóc của các bạn rụng nhiều mà hói á, thì các bạn có cách, Kim Ngân chỉ cho các bạn cách. Thì các bạn thấy đây nè, các bạn thấy là tóc của Kim Ngân ngay chỗ này rụng ha, bên này không có rụng ha, bên này không có bị hói nè đó. Nhưng mà bên này bị hói mà bây giờ tóc con mọc ra nhiều lắm, và trên này ngay chỗ này là hồi đó hói là thấy trắng trắng hết á, mà bây giờ là đỡ nhiều lắm rồi, trắng là bạc á. Nhưng mà cái da đó hói ngay chỗ cái hói như một cái đồng tiền vậy nè, thì bây giờ không còn nữa mà nó mọc ra, tóc nó mọc che là hết. Thì cái bí quyết của Kim Ngân là như thế nào đây? Các bạn thấy đây là cái chai ha, cái chai này là cái gì ở trong này là Kim Ngân để trong này, tại vì mỗi lần xịt ra các bạn chỉ bấm ra cái bàn tay của bạn rồi các bạn chà lên cái chỗ da của các bạn bị rụng tóc á, chà cái chỗ đó đó, chà sát để mà giúp cho nó sinh trưởng lại cái tóc ha. Thì cái chai là cái gì rất là hay. Ok, thì các bạn mua bưởi, vỏ bưởi về đó, rồi các bạn để trong nồi, các bạn hấp cấp thủy, tức là các bạn chưng, thì bọc rất là kín trong cái nồi đó, các bạn cứ nấu hoài cái vỏ bưởi, thì cái dung dịch mà dầu bưởi á, nó sẽ tích tụ lại, nó ở trong cái chén đó, thì nó vô trong cái chén đó, thì các bạn lấy cái chén đó các bạn bỏ vô trong cái chai này, cái dung dịch dầu bưởi nó sẽ, đó là các bạn cần có. Các bạn coi trong YouTube là cách làm chưng vỏ bưởi để có cái dung dịch này, rất là dễ làm ha. Thì cái đó là cái bí quyết thứ nhất để mà các bạn làm cho tóc của các bạn mọc lại khi mà các bạn bị rụng tóc mà bị hói đầu đó. Là làm hoài mỗi tối trước khi đi ngủ, thì các bạn vài giọt thôi, các bạn để lên bàn tay hoặc là ngón tay, các bạn chà lên ngay chỗ mà bị hói đó. Đó là cái đó là cái bí quyết thứ nhất. Nếu mà các bạn bữa nay mà các bạn coi video của Kim Ngân là các bạn rất là may mắn, vì Kim Ngân sẽ chia sẻ những cái bí quyết rất là có lợi cho người đàn bà để mà không có bị tóc rụng nữa ha. Đó là bí quyết thứ nhất. Và cái bí quyết thứ hai là Kim Ngân đã làm cái này là đã mười mấy năm rồi ha. Thì các bạn thấy là Kim Ngân bao nhiêu tuổi, các bạn đoán thử coi. Nếu mà nhìn tuổi Kim Ngân ở Mỹ và tuổi ở bên Việt Nam, thì những người mà Kim Ngân thấy những người mà 60 tuổi ở bên Việt Nam á, nhìn rất là nhăn và già. Mà các bạn nhìn thấy cái cổ Kim Ngân không? Cái da cổ Kim Ngân các bạn thấy có nhăn không? Rất không có nhăn đúng không? Thì cái bí quyết thứ hai mà làm cho cái cổ mình không bị nhăn á, trước tuổi á, cái tuổi của mình á, thì đây là cái bí quyết thứ hai nha. Các bạn biết baby oil Johnson, mà khi mà em bé tắm á, thì các bạn lấy cái baby oil các bạn trét lên da cho em bé đó, thì Kim Ngân bỏ vô trong cái chai này là baby oil đó, Johnson đó, kia các bạn bỏ vô này, các bạn xịt mỗi lần tắm xong nha, mỗi ngày một lần thôi, khi mà tắm xong các bạn xịt lên cái cổ các bạn như vậy đó, rồi các bạn thoa ra, các bạn đánh ra, đánh chút xịt chỉ một dục vài giọt thôi, không có nhiều nha, tại sao xịt thì nó không có bị đổ đầy, nó gọn lắm đó. Các bạn xịt vô trong cái tay, trong cái cổ các bạn vài giọt thôi, rồi các bạn đánh ra, đánh sơ sơ trước khi tắm, mỗi ngày tắm là một lần thôi, làm mỗi ngày, làm suốt, Kim Ngân đã làm suốt 15 năm nay rồi đó. Là khi mà mình còn trẻ thì các bạn bây giờ 40 ba mấy là các bạn nên làm rồi, thì khi mà về già các bạn sẽ không bị nhăn cái cổ đó. Kim Ngân 60 rồi mà cổ Kim Ngân không có nhăn, rất là mịn màng ha. Đó là cái đó là bí quyết thứ hai. Và
Buổi tối thì các bạn xài kem, kem buổi tối. Kim Ngân xài Shiseido là của Nhật, rất là tốt. Và buổi sáng thì các bạn xài kem buổi sáng trước khi đi, Shiseido cũng của Nhật. Và các bạn xài sunblock, chống nắng cũng của Nhật luôn. Đó là những cái mà Kim Ngân chia sẻ với các bạn ha. Là tại vì người Á Đông của mình, cái da của mình á, mình nên xài đồ Nhật. Thì mình là người Á Đông thì Nhật cũng như Á Đông mà đồ của Nhật. Mới đầu Kim Ngân xài Lancôme thì nó không có work cho Kim Ngân, tại vì Lancôme đồ Mỹ nó mạnh lắm, làm cho da của mình bị dị ứng. Mà khi mà Kim Ngân đổi qua xài đồ Nhật, Shiseido, các bạn coi cái tên nè, thì mình cho các bạn xem nha. Đó, Shiseido. Đó, là như vậy thì là rất là tốt cho người Á Đông ha. Nó cái da của nó, cái thuốc nó, cái products của nó không có mạnh. Ok, bây giờ cho Kim Ngân qua bên English một chút xíu nha. Dear friends, good morning Sunday everybody. I am stand right now in my bedroom, and today I will show you a little trick about take care of your beauty. So first thing I show you this this is I make that it's from brave fruit skin. You go in the YouTube and you find how to make that liquid fresh fruit skin. You steam it and then you get this oil from fresh fruit skin, and then you save in the bottle, and then every night you put a little in your spot, the spot that is hair is falling down and they have an empty spot, and then you put this liquid in there every night. And now I don't have any, and then you can see it's a little baby curl, the hair curl back. I don't have any spot because with my age my hair was falling a lot, but now you look at my hair, I have a lot of hair, I have a lot of hair even falling, but I try to trick to fix that, so I don't have any failing in front of here. I don't have spot. So that is the first one. And right now I'm 60 years old, but my next here skin is not wrinkle. I don't have any wrinkle. I have very smooth skin because I put here is Johnson baby oil. I put in bottle here and then I spray to my neck every day after I'm shower. After I'm shower, I'm spraying here and then I massage it. So you see my neck is 60 years old, but it's not have any sprinkle. That's what the second trick. And the third trick I share with you is I use Shiseido instead of Lancôme, because Lancôme product is very strong for the Asian skin. So I use Shiseido at nighttime cream, and then the daytime cream, and Sunblock Shiseido. It's 50, it's a 50F plus, okay, 50S plus. So this is all I use for my skin. And today, that's all I'm share with you for the skin. And also alloy also, you can use the skin of alloy, put it here too. They help you to grow your hair too. Alloy can do on your face, and your hair too, but I use both natural product for my hair to grow. You see that I don't have any spot to fail in anymore. They all fill it up, they all grow back as a normal. And I did that once, it's over years already. You have to do every day. You see that a little spot here, they fail. So that's what I got treatment. That oil I put in there, and then I massage it. You put a little oil in and then you massage and you go to bed. You don't have to wash. They're very healthy, natural product. You don't have to wash. You leave it there at nighttime. You see how much my hair, you see, I have a lot of hair. And then I recut up 26 inches of my hair, and I donation to for the children who will get a cancer at they make a weeg, they make a fake hair for children who get cancer. Because look at that,
Kim Ngân, I have a lot of hair, and my hair, this is, I just cut, this is a year, so they grow back already. So, if they grow long again, down here, I'm gonna cut again and I send to donation again because I have so beautiful hair. The next time video, I will show you how to dive your hair in the root only, and you don't have gray hair, but you dye your root only, and you don't have damage. You will not damage your hair if you dye your whole head. You do only the root. Next, my video will share with you that trick. All right. Thưa các bạn, cái video lần sau là bây giờ tóc Kim Ngân là hơi bạc bạc chút rồi. Thì Kim Ngân sẽ làm một cái video để chỉ các bạn nhuộm tóc ở nhà thôi. Nhuộm ở nhà rất là rẻ tiền. Nhuộm ở tiệm là một cái đầu như vậy á là họ tính là 100 đô la ha. Mà Kim Ngân nhuộm ở nhà thuốc, Kim Ngân nhuộm mua thuốc rất là tốt. Và nhuộm ở nhà chỉ có 7 đô la thôi. Ok các bạn, chỉ có 7 đô la thôi mà mỗi tháng là mình phải nhuộm một lần. Và các bạn thấy tóc của Kim Ngân không? Bóng mượt và nhiều và bóng như vậy nè. Thì Kim Ngân có những cái trick khác để cho nhuộm tóc và làm cho tóc của mình mịn và bóng mượt như vậy và không có bị ảnh hưởng gì trong da hết á, không có bị ảnh hưởng gì trong da hết. Sau khi mà các bạn nhuộm xong, da đầu của các bạn vẫn trắng như thường, vẫn đẹp như thường ha. Mà Kim Ngân đã làm bao nhiêu năm nay rồi, trừ khi mà lâu lâu Kim Ngân đi ra ngoài Kim Ngân highlight, thì Kim Ngân đổi tóc, kiểu tóc cắt hoặc highlight cho nó đẹp thì lúc đó Kim Ngân mới ra tiệm. Còn thường mà nhuộm ở nhà mỗi ngày, mỗi tháng cho cái rước của mình nè. Đó, bây giờ các bạn đã chưa mới thấy thấy nè, thấy thấy bạc thì Kim Ngân sẽ chỉ các bạn nhuộm cái đó bằng cái video cái tiếp theo. Ok, bây giờ Kim Ngân chuẩn bị đi nhà thờ với các con và Kim Ngân dẫn các con đi ăn dim sum, tức là đi ăn buổi sáng đồ dim sum, tức là đồ của người Tàu ăn buổi sáng để mà mừng cái lượng subscribe và bấm đăng ký kênh của Kim Ngân được 200. Mỗi 100 thì Kim Ngân ăn mừng một lần. Bây giờ Kim Ngân đã trên 200 rồi thì Kim Ngân dẫn các con đi, tại vì các con nó là những đứa con nó help Kim Ngân để mà Kim Ngân biết làm YouTube. Hồi đó giờ Kim Ngân không có thích làm mà cũng không biết làm, mà bây giờ Kim Ngân các con chỉ Kim Ngân làm thành ra rất là dễ. Và Kim Ngân ăn mừng là để cảm ơn tất cả các bạn trên thế giới đã ủng hộ giúp Kim Ngân thì Kim Ngân mới có được những lượng người như vậy. Tại vì Kim Ngân ăn mừng và Kim Ngân cũng mời các bạn ăn mừng với Kim Ngân nha. Ok, dear friends, that's all I'm share with you for the beauty, mỏi tai, the beauty of a woman, a little trick that I know, I did it for myself and it's worked very well. So, next my video, I will video show how to dye your root of your gray hair. It's not all your hair, so it's not damaged. And then do at home, very cheap, only $7, $8. But you have to know what product will good and your hair not dry and still smooth and beautiful, soft. So I gotta show you next video. So far, please watching and continue. I promise I will show you my trick to protect a woman and beauty, also the skin too. Next time I gotta show you how to clean your skin with at home. At home supply very cheap, only lime and baking soda. And I show you next one. All right. So this is for today. And I was thank you so much for all a friend around the world on YouTuber who is support my channel, because today I'm gonna take my kid go out for church, and then after that we eat breakfast dim sum in Chinese restaurant. Two celebration, I have over 200. Every 100 subscriber, I will celebrate, and that's what I keep my promise. So. I want to share with you, and I want to say thank you so much for all my subscriber around the world that helped my channel getting
better. Okay. All right. Wish everybody have a nice weekend, and please hit like if you like my video. I will be share with you more secret about if you're younger, and I am 60 years old today. So I'm not today, but this is what right now in this moment, and I try to keep my beauty look younger and younger in the age of 60. All right, and thank you so much, and I love you all. Take care and be well. Okay, chào các bạn. Kim Ngân rất là cảm ơn các bạn, chân thành cảm ơn, cúi đầu cảm ơn các bạn đã giúp đỡ và ủng hộ để Kim Ngân có tinh thần để làm thêm những video khác. Ok, bây giờ Kim Ngân xin chào các bạn nha. Alright, yeah, xin chào các bạn. Đây là buồng tắm của Kim Ngân, phòng buồng tắm. Yeah, ở trong buồng tắm thôi. Ok, chào các bạn nha. Bye bye.